Bây giờ chúng ta bắt đầu các câu ở mức độ vận dụng thấp, phần rơm và hợp chất rơm. Phần này, theo tài liệu đã đưa, ta có 22 câu, nhưng trong đó có một câu trùng nên thật sự chỉ còn 21. Câu số 1. Cho một số phát biểu. Số phát biểu đúng là: phát biểu thứ nhất, cho 3 giờ dư và muối kali dromat thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng là đúng, vì muối K2CR2O7 có màu da cam của ion CR2O7 2-. Trong môi trường 3 giờ nó sẽ chuyển thành ion bromat CrO4 2- và có màu vàng, nên đây là câu đúng thứ nhất. Câu thứ hai, cho 3 giờ và khí clo vào dung dịch muối rơm 2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển sang màu vàng. Khi gặp khí clo thì muối rơm 2 có màu xanh, chuyển sang muối rơm 3 cũng có màu xanh. Muối rơm 3 sẽ bị oxy hóa bởi clo trong môi trường 3 giờ ra muối natri bromat có màu vàng. Nên đây là câu đúng thứ hai. Câu thứ ba, thêm từ từ cao hát vào dung dịch rơm 3 lorua thấy có kết tủa vàng nâu. Kết tủa vàng nâu thì sai, kết tủa CROH 3 lần. Các hợp chất của rơm đều có màu xanh chứ không có màu vàng. Sau đó kết tủa tan là đúng do CROH 3 lần lượng tính. Câu thứ tư, thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch muối natri bromic. Đây là cách cách ghi thứ hai của chương trình nâng cao. Thật ra nó là NaCRO2. Thì khi ta cho axit mạnh vào muối của axit yếu thì được kết tủa lục xám CRH 3 lần. Rồi sau đó kết tủa lại tan trong axit dư để ra muối rơm có màu xanh. Nên câu phát biểu thứ tư này đúng. Như vậy ta có 3 câu phát biểu đúng trong 4 phát biểu. Câu thứ hai, cho phản ứng K2CR2O7 và HCl khi cân bằng thì số phân tử HCl bị oxy hóa. Trong phản này ta lưu ý HCl có hai vai trò trong phản ứng. Thứ nhất là nó tham gia quá trình oxy hóa khử để tạo ra sản phẩm khí Cl2, và thứ hai là môi trường để tạo ra các muối kali lorua, rơm 3 lorua. Môi trường của phản ứng và vai trò oxy hóa khử. Thì số phân tử HCl bị oxy hóa, ta chỉ quan tâm số phân tử khí clo tạo thành. Thì đó sẽ là đáp án. Về mặt quá trị, chất K2CR2O7 trong đây rơm 6, sau này sẽ giảm xuống rơm 3 là 3 nhưng có 2CR, chất này quá trị 6. Trong khi Cl2 quá trị 2. Vậy khi cân bằng, ta sẽ có hệ số 1 ở vị trí K2CR2O7, ta nhân số 3 chỗ Cl2. Do đó, với do 3 Cl2 nên thực sự HCl bị oxy hóa là 6 phân tử HCl để tạo ra 3 Cl2. Do đó, chọn đáp án B. Câu số 3, tổng các hệ số nhỏ nhất khi cân bằng cái phản ứng oxy hóa sắt 2 bằng dung dịch kali dromat trong môi trường axit thì phản này sẽ tạo ra muối sắt 2 sẽ bị oxy hóa thành muối sắt 3 sulfat. Rơm 6 trong kali dromat sẽ giảm xuống muối rơm 3 sulfat. Còn lại là kali sulfat và nước. Để trả lời câu này thì ta phải đặt hệ số cân bằng hết của các chất. Ta dựa vào mối quan hệ quá trị để cân bằng. K2CR2O6O7 thì rơm này dương 6 giảm xuống dương 3. Nhưng có 2CR, chất này quá trị 6. Sắt 2 sau này tăng lên sắt 3. Với chất ta đang nói có 2 nguyên tử Fe, chất này có quá trị 2. Do vậy, để cân bằng, ta sẽ nhân hệ số 3 cho chất quá trị 2, nhân hệ số 1 cho chất quá trị 6.
Dựa vào đó ta sẽ cân bằng hệ số cho các thành phần còn lại. Với 3 muối sắt 3 phía sau thì có 6 Fe, nên sẽ là 6 Fe. 2 crom nên ngay chỗ kali trên mắt là số 1. Và tương ứng ngay chỗ K2SO4 cũng là số 1. Dựa vào tổng gốc SO4 phía sau, ta sẽ cân bằng gốc SO4 phía trước. Với chất đầu tiên này, ta có 9 gốc SO4, với 3 gốc nữa là 12, với 1 gốc SO4 nữa là 13. Ở đây đang có 6 gốc SO4, như vậy ngay chỗ H24 phải ghi số 7 để được 13 gốc SO4. Do 7H24 nên sẽ là 7H2O. Như vậy ta cộng các hệ số 1, 6, 7, 3, 1, 1, 7. Cuối cùng được tổng hệ số cân bằng là 26. Chọn đáp án D. Câu số 4. Cho các phản ứng sau khi cân bằng với các số nguyên tối giản thì hệ số của natri bromic là, ở đây ta cũng dùng quan hệ quá trị để đặt các hệ số cân bằng. Natri bromic, ở đây brom có số hóa cộng 3, sau này tăng lên natri bromat số hóa cộng 6 nên chất này quá trị 3. Br2 không giảm xuống trừ 1. Chất Br2 này quá trị 2. Như vậy quá trị 2 ta đặt hệ số 3, quá trị 3 ta đặt hệ số 2. Do đó, người ta chỉ hỏi hệ số cân bằng chỗ natri bromic nên đáp án B được chọn. Ta tiếp tục ở câu số 5. Cho 0,36 mol Ki tác dụng hết với kali hydromat thì thu được một đơn chất có số mol là Ki với Y trừ 1 là tác nhân khử, bị oxy hóa bởi kali hydromat để tạo ra Y2. Còn kali hydromat rơm 6 sẽ giảm xuống rơm 3 trong muối CRI3. Ở đây ta chỉ có thu được đơn chất là iốt. Thì việc tính mol đơn chất từ mol của Ki từ nguyên tố iốt, mol của Y là 0,36. Nên mol Y2 sẽ là phân nửa của 0,36, tức là 0,18. Nên đáp án B được chọn. Câu thứ 6. Với phương trình nhiệt phân muối amoni dibromat, khi phân hủy 48 gam muối này thấy còn 30 gam chất rắn và tạp chất trơ. Như vậy ta phải hiểu muối amoni dibromat ban đầu có tạp chất, sau này thu được muối rơm ba oxit và cả tạp chất, thì phần lọt khối lượng giữa hai nhóm chất rắn này là 48 trừ 30 bằng 18, cho nên là delta m nhỏ của phần chênh lệch. Như vậy khi ta chia delta m lớn của amoni dibromat và rơm ba oxit, ta sẽ được số mol thực sự phản ứng. M lớn của amoni dibromat là 252, M lớn của rơm 3 oxit là 152. Như vậy ta lấy 18 chia phần chênh lệch delta M lớn là 252 trừ 152, ta được 0,18 mol. Ta đang dùng công thức N bằng delta M nhỏ chia delta M lớn. Như vậy số mol của amoni dibromat phản ứng là 0,18 mol. Vậy thì nhân với M lớn của amoni nitrat là 252. Đây thì lấy 0,18 nhân cho 252, ta được kết quả là 45,36. Vậy đây là khối lượng của amoni dibromat. Từ đó ta sẽ tính được phần trăm khối lượng của amoni dibromat trong hỗn hợp ban đầu là 48 gram. Hỗn hợp ban đầu là amoni dibromat và tạp chất. Thì tiếp tục lấy cái số này chia cho khối lượng ban đầu là 48. Thì ta được phần trăm của amoni dibromat. Nhưng đề bài hỏi phần trăm của tạp chất. Vậy thì tiếp tục lấy số 1
trừ kết quả, thì ta được phần trăm của tạp chất là 0,055 hay là 5,5%. Do đó đáp án D được chọn. Câu số 7. Để oxy hóa 0,01 mol rơm 3 clorua thành kali rơm mát bằng clo có mặt môi trường 3 giờ cao H, thì số mol tối thiểu của clo và cao H là. Phản này đang nêu lại cái tính chất đặc trưng của rơm 3 bị oxy hóa bởi clo trong môi trường 3 giờ cao H sẽ tăng lên rơm 6 kali rơm mát. Cl2 không này sẽ giảm xuống Cl-1 trong KCl. Ở đây đề bài cho số mol của CrCl3 là 0,01. Hỏi số mol của clo và số mol của KOH. Thì ta sẽ tính được số mol của clo bằng quan hệ hóa trị. Rơm 3 lo rua, trong đây số hóa rơm là dương 3, sau này tăng lên dương 6 nên có hóa trị 3, trong khi Cl2 là hóa trị 2. Do đó ta sẽ lấy 0,01 nhân hóa trị của rơm 3 lo rua là nhân 3 và chia hóa trị của clo là 2, thì ta được 0,015. Vậy ta được số mol clo là 0,015. Các đáp án BA và B đang thỏa mãn. Tiếp tục ta sẽ tính số mol của KOH dựa vào bảo toàn kali. Kali trong KOH là mol 2 kali phía sau của K2CrO4 và KCl. Mol của K2CrO4 ta được tính theo số mol của rơm. Rơm là 0,01 nên chỗ này cũng là 0,01. Mol KCl được tính bằng nguyên tố Cl ở của phía trước phản ứng. Vậy phía trước phản ứng ta có 0,03 của Cl trong rơm 3 lo rua. 0,015 nhân 2 của Cl2 tức là 0,03 nữa. Như vậy cả thải tổng mol Cl phía trước là 0,06. Như vậy KCl cũng 0,06. Tiếp tục ta dùng bảo toàn kali. Từ hai chất này ta có tổng mol kali bằng 0,01 nhân 2 cộng 0,06 sẽ ra 0,08. Đây là 9 mol KOH phía trước. Do đó đáp án B được chọn. Ta tiếp tục ở câu số 8. Cho 13,5 gram 3 kim loại nhôm rơm sắt tác được dùng với lượng dư axit loãng trong điều kiện không có không khí thì thu được 7,84 lít khí hydro điều kiện chuẩn. Mỗi khối lượng muối thu được thì đây ta sử dụng công thức khối lượng muối bằng khối lượng kim loại cộng mol hydro nhân 96. Số mol hydro được tính bằng cách lấy 7,84 chia 2,4 thì kết quả là 0,35. Vậy khối lượng của muối được tính bằng cách lấy khối lượng kim loại là 13,5 cộng cho mol hydro nhân 96, 0,35 nhân 96 ta được 47,1. Chọn đáp án D. Câu thứ 9. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam nhôm. Đây đề bài đang đề cập đến phản ứng nhiệt nhôm. Đúng là trong phần lý thuyết ta dùng phản nhiệt nhôm để điều chế brom. Sau này ta thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn. Sau đó cho toàn bộ những chất rắn này tác dụng với axit chloric dư thu được V lít khí. Do các phản của ta chỉ toàn là chất rắn nên sau này thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn phía sau phản ứng cũng là 23,3 gam hỗn hợp rắn phía trước gồm Cr2O3 và cả Al. Tổng khối lượng của hai chất này sẽ là 23,3.
Và từ đó ta sẽ tính được khối lượng nhôm dễ dàng bằng cách lấy 23,3 trừ cho 15,2. Ta được 8,1 gam nhôm. Tương ứng với số mol là 0,3 mol. Sau phản ứng, chất tác dụng với HCl sinh ra khí hydro chỉ có thể làm brom, nhôm dư. Chứ còn các chất khác thì khi tác dụng axit không có sinh ra khí hydro. Ta kiểm tra về số mol để kiểm tra xem là nhôm có dư hay không và dư bao nhiêu. Theo phản ứng nhiệt nhôm này, ta luôn có mol nhôm phản ứng bằng mol Cr. Tiếp tục ta đổi ra số mol của Cr2O3 để lý luận về mol. 15,2 gam Cr2O3 tương ứng với số mol là 0,1. Để tiếp tục lại phần phản ứng thì mol nhôm phản ứng bằng mol với Cr. Hiện tại mình mol nhôm là 0,3 trong khi mol Cr là 0,2. Như vậy Cr đã ít hơn, nên trong phản này toàn bộ Cr là 0,2 sẽ bị đẩy ra. Còn nhôm phản ứng cũng chỉ 0,2, nhưng mà nhôm ban đầu 0,3 nên nhôm còn dư là 0,1. Vì rõ ràng sao vẫn còn nhôm dư, và hai chất brom và nhôm này khi tác dụng với axit sẽ sinh ra hydro. Ta sẽ tính mol hydro theo công thức là lấy mol E chia quá trị, mol E chia 2. Rồi ta bắt đầu bấm mol E như sau. Mol E bằng mol, mol E của hydro chính là mol E của brom và mol E của nhôm. Mol E của brom là 0,2 nhân 2. Lưu ý là brom tác dụng HCl tạo ra quá trị 2. Mol E của nhôm là 0,1 nhân 3. Người ta chia 2 để được mol hydro. Nhưng mà do đề bài hỏi thể tích nên tiếp tục ta sẽ nhân cho 22,4 thì ta được 7,84, nên chọn đáp án A. Ta tiếp tục ở câu số 10. Cho 41,4 gam hỗn hợp bao xít tác dụng với NaOH đặc thu được 16 gam chất rắn. Tác dụng với 3 giờ đặc thì có hai chất Cr2O3 và Al2O3 tác dụng. Do dư nên hai chất này sẽ tác dụng hết. Sao vẫn thu được 16 gam chất rắn? Vậy chất rắn là chất không tan, đó là Fe2O3, nên ta nhanh chóng biết được Fe2O3 là 16 gam. Thí nghiệm thứ hai, để khử hoàn toàn 41,4 gam hỗn hợp này bằng phản nhiệt nhôm phải dùng 10,8 gam nhôm. Khi ta dùng nhôm để khử hỗn hợp thì nhôm sẽ đẩy brom và nhôm sẽ đẩy sắt. Số liệu về 10,8 chia cho 27 ta được 0,4 mol. Trong phản nhôm đẩy brom và nhôm đẩy sắt thì ta phải cần biết là số mol nhôm bằng tổng số mol brom và số mol sắt. Trong đó ta đã biết số mol sắt do từ Fe2O3, Fe2O3 m lớn là 160 nên 16 gam tương ứng với 0,1 mol. Vậy mol Fe sẽ là 0,2. Trong khi mol nhôm là 0,4. Như vậy ta suy ra mol chrome này cũng là 0,2. Vậy suy ra mol của chất Cr2O3 sẽ là 0,1. Và từ đó tính được phần trăm khối lượng của Cr2O3. Thì ta lấy số mol của Cr2O3 là 0,1 nhân m lớn Cr2O3 là 152. Rồi ta chia cho khối lượng hỗn hợp là 41,4. Thì ta được đáp án là 36,71%. Chọn đáp án D. Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn bột rơm trong oxy dư.
ta được 4,56 gram một oxit duy nhất. Khối lượng rơm bị đốt cháy là thì rơm trong oxy dư sẽ tạo ra oxit duy nhất là Cr2O3, m lớn là 152. Nên ta lấy 4,56 chia cho 152 để đổi ra mol thì nó được là 0,03. Đề bài hỏi khối lượng rơm bị đốt cháy, rơm bị đốt cháy đã nằm trong Cr2O3. Vậy thì số mol là 0,03 nên suy ra mol rơm sẽ là 0,06. Hỏi khối lượng rơm nên ta tiếp tục lấy 0,06 nhân cho m lớn của rơm là 52 thì ta được 3,12. Chọn đáp án B. Câu 12. Hòa tan hết 2,16 gam hỗn hợp rơm sắt trong axit lauric được 8,896 ml khí, dĩ nhiên là khí hydro ở điều kiện chuẩn, khối lượng rơm ban đầu do cả hai chất đều phản ứng, nên trong bài này ta sẽ lập hệ hai phương trình hai ẩn để tìm mol của rơm và mol của sắt. Từ mol của rơm ta sẽ ra khối lượng rơm. Phương trình đầu tiên là phương trình khối lượng hai chất 2,16 gam 52 của rơm 56 của sắt thì bằng 2,16. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn E, nhưng mà ta thấy trong khoảng này rơm và sắt đều quá trị 2, ra khí hydro cũng quá trị 2, tức là mol khí hydro bằng mol rơm và mol sắt, nên phương trình là 1x cộng 1y bằng 896 chia 22.400. Ta sẽ được mol của rơm là 0,02, mol của sắt cũng là 0,02. Như vậy ta chỉ còn lấy số mol rơm là 0,02 nhân cho m lớn của rơm là 52 thì được 1,04. Do đó đáp án B được chọn. Câu 13. Thổi khí amoniac dư qua 10 gam rơm oxit đốt nóng thì sau này được chất rắn màu vàng, kéo đề này inside. Sau này ta được rơm 3 oxit, chất rắn màu xanh chứ không phải là chất rắn màu vàng, màu lục thẫm, dùng tạo màu lục cho đồ gốm. Hỏi khối lượng của chất rắn màu vàng này là bao nhiêu? Như vậy ta tính được khối lượng số mol của Cr2O3 dựa vào bảo toàn Cr. Có thể ta không cần biết phản ứng tại vì amo nhắc dư nên Cr2O3 này phải hết và phải do phản hoàn toàn. Như vậy số mol của Cr2O3 ta sẽ đổi ra được là 0,1. Dư m lớn của Cr2O3 là 100. Do đó mol của Cr2O3 sẽ là 0,05. Mol Cr 0,1. Mol Cr2O3 0,05. Vậy ta lấy 0,05 nhân cho 152 để mol lớn của Cr2O3 ta được 7,6. Chọn đáp án C. Câu 14. Số mol HCl và K2Cr2O7 tương ứng cần sử dụng để điều chế khí clo. Đây cũng là một phản ứng đặc trưng cho tính oxy hóa mạnh của kali diatomat, oxy hóa chất khử Cl trừ trong môi trường axit HCl. Cái này tương tự, ta đã dùng thuốc tím để oxy hóa HCl tạo ra khí clo. Cl trừ 1 sẽ bị oxy hóa để tăng lên Cl2O. Còn rơm 6 sẽ giảm xuống rơm 3 là muối rơm 3 lo rua. Kali thì không thay đổi, ta ghi ra muối KCl và cuối là nước. Ở đây đề bài đã cho ta biết được mol của khí clo. Mol khí clo ta tính được từ 672 ml là 0,03 mol. Đề bài hỏi mol HCl
Hỏi mol K2CR2O7. Trong hai số mol này thì ta tính số mol của K2CR2O7 nhanh chóng bằng quan hệ quá trị. CL2 quá trị 2, K2CR2O7 quá trị 6. Nên ta lấy 0,03 nhân 2 chia 6. Thì ta sẽ được mol của K2CR2O7 tức là 0,01. Thì đang có đáp án B và đáp án D. Còn mol của HCl ta không dùng quan hệ quá trị được, do HCl nó có hai vai trò, vừa là môi trường vừa là chất khử, nên để tính mol HCl ta phải tính hết mol của các chất chứa clo sau phản ứng. Vậy chất thứ nhất là KCl chẳng hạn, thì ta dùng bảo toàn kali để biết, do chất K2Cl2O7 0,01 nên mol kali là 0,02, như vậy KCl là 0,02. Tương tự bảo toàn brom trong chất ban đầu sẽ là 0,02 nên mol bromfluorua sẽ là 0,02. Như vậy thì đây tính được tổng mol CL phía sau là 0,03 nhân 2 là 0,06 cộng 0,03 nhân 2 nữa là 0,06 nữa là 0,12. 0,12 với 0,02 nữa nên được 0,14. Do đó đáp án B được chọn. Tức là tổng mol clo phía sau là 0,14. Điều đó mà tính được mol HCl. Câu 15. Hòa tan 58,4 gram 2 muối nhôm 3 lo rua và rơm 3 lo rua vào nước, thêm vào dư 3 giờ. Như vậy cả hai cái muối này ban đầu tạo ra kết tủa và sau đó đều tan. Một muối tan ra muối natri aluminat, còn với rơm sẽ là natri bromic. Sau đó tiếp tục cho khí clo vào. Nên thì ghi lại cái sơ đồ để cho tất cả đều hiểu. Cho 3 giờ dư vô thì không có tủa ALH 3 lần mà cuối cùng sẽ tạo ra muối aluminat. Với rơm tương tự sẽ tạo ra muối bromic. Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, khi cho khí clo vào và vô có 3 giờ dư thì lúc bây giờ clo sẽ oxy hóa rơm 3 thành rơm 6 nên ta được ion bromat có màu vàng. Và sau đó cho BaCl2 vô thì lúc bây giờ ta sẽ được kết tủa BaCrO4, nên kết tủa mà đề bài nói 50,6 là gam của BaCrO4. Như vậy biết mol của kết tủa này, ta sẽ tính được mol của rơm 3 lo rua và từ đó tính ra phần trăm thôi. Rồi phần bấm máy mol kết tủa, ta lấy khối lượng kết tủa là 50,6 chia cho M lớn của Ba 137 Cr 52 O4 là 64. Rồi ta được 0,2 mol. Vậy muối rơm 3 lo rua ban đầu cũng 0,2. Tiếp tục ta sẽ ra khối lượng của rơm 3 lo rua, lấy 0,2 nhân cho 52 cộng 35,5 nhân 3. Thì ta sẽ được khối lượng của rơm 3 lo rua. Ta chia cho tổng khối lượng ban đầu là 58,4. Thì ta được phần trăm khối lượng của rơm 3 lo rua là 54,28%, coi như gần bằng 54,3. Do đó đáp án A được chọn. Ta tiếp tục ở câu 16. Một 100 gram hợp kim, 3 kim loại, rơm, sắt, nhôm tác dụng với 3 giờ dư thoát ra khí. Thì trong 3 kim loại này chỉ có nhôm tác dụng với dung dịch 3 giờ sinh ra khí và một phần rắn không tan. Vậy chất rắn không tan đó là sắt và rơm. Do chỉ có nhôm sinh ra khí hydro nên từ mol khí ta sẽ tính được mol nhôm. Cụ thể như sau.
lấy 5,04 chia 22,4 để đổi ra mol của khí là 0,225. Ta dùng quan hệ quá trị để tính ra mol nhôm. Lấy số mol này nhân 2 chia 3 thì sẽ được mol nhôm là 0,15. Tiếp tục ở thí nghiệm tiếp theo, lấy phần không tan là sắt và rơm đó, đem hòa tan hết trong axit thì sinh ra khí, thì cũng là khí hydro với số mol là số không được đẹp lắm, nhưng mà ta cũng tính ra được số mol của nhôm và rơm, của sắt và rơm trong thí nghiệm thứ hai. Do trong thí nghiệm thứ hai sắt và rơm đều tác dụng với axit để sinh ra khí hydro, nên ta sẽ lập ra một cái hệ để tìm ra mol của sắt và rơm. Ta gọi mol sắt là X, mol rơm là Y. Thì ta sẽ bấm cái hệ hai phương trình hai ẩn. Đầu tiên là khối lượng của sắt và rơm. Phương trình khối lượng là 56X 52Y. Khối lượng hai loại này lấy khối lượng chung là 100. Ta trừ cho khối lượng của nhôm là 0,15 nhân cho 27. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn E của sắt với rơm sinh ra hydro. Nhưng mà giống như bài trước, sắt và rơm đều quá trị 2, sinh ra khí hydro cũng quá trị 2 nên mol bằng nhau. Vậy ta có mol sắt là X, mol rơm là Y, 1X 1Y thì bằng mol khí hydro. Ta bấm luôn là 38,8 chia 22,4. Ra được kết quả số mol của sắt, số mol của rơm, số mol của rơm là 0,2625. Vậy lấy 0,2625 của rơm nhân khối phân M lớn của rơm là 52, ta sẽ ra được phần trăm của rơm. Ra khối lượng của rơm, lấy khối lượng này chia cho tổng khối lượng là 100 thì ta được 0,1365, tương ứng với 13,65%. Trong các đáp án thấy có đáp án C thỏa mãn. Câu 17, 10,8 gam hỗn hợp rơm và sắt tác dụng với axit sinh ra khí hydro, hỏi khối lượng muối thu được. Dễ thấy số mol khí hydro này là 0,2. Ta sẽ tính khối lượng muối theo cái đặc điểm là khối lượng kim loại cộng cho mol hydro nhân 71 thì ta được 25, chọn đáp án B. Câu 18, số mol H2O2 và số mol cao H tối thiểu để oxy hóa hết 0,01 mol kali bromic. Phản này theo đặc điểm nước oxy già là chất oxy hóa trong môi trường 3 giờ sẽ oxy hóa muối rơm 3 kali bromic thành muối rơm 6. Nước oxy hóa già là tác nhân oxy hóa, số oxy hóa oxy trừ 1 sẽ giảm xuống trừ 2 ở trong những hợp chất có oxy phía sau. Ở đây từ mol của kali bromic 0,01, người ta hỏi mol của H2O2, hỏi mol của cao H. Việc tính mol H2O2 theo quan hệ quá trị được. Ta bắt đầu số mol quá trị của K2CR2, KCRO2 là quá trị 3 do rơm 3 tăng lên rơm 6. Trong khi H2O2 quá trị 2 trừ 1 giảm xuống trừ 2 và có 2 oxy. Nên ta lấy 0,01 của là mol của KCRO2 nhân quá trị 3 và chia quá trị 2 của H2O2
người ta được 0,015. Nên mol H2O2 là 0,15, có ở đáp án A và đáp án C. Tiếp tục, để tính mol cao H thì ta phải tìm mol của K2CRO4 phía sau. Ta biết mol chất này dựa vào nguyên tố Brom, Brom là 0,01, nên chất này có số mol 0,01. Do đó tổng mol kali là 0,02. Kali là 0,02 trong khi chất này là 0,01 kali rồi, vậy chất này còn 0,01. Do đó đáp án A được chọn. Câu 19. Câu này cũng luyện tập cân bằng phản ứng oxy hóa muối sắt 2 bằng kali diromat trong môi trường axit. Chất KH2O4 bản chất giống như H2O4 tạo ra môi trường axit. Vậy sau phản ứng sẽ tạo ra Rom 6 sẽ giảm xuống Rom 3 là muối Rom 3 sulfat như đề bài đã cho. Sắt 2 sẽ tăng lên sắt 3 thì ta được muối sắt 3 sulfat. Kali ta sẽ ghi dưới dạng muối kali sulfat và nước. Như vậy ta phải cân bằng cái phương trình này để tìm hết tổng các hệ số. Ta cân bằng cũng dựa vào quan hệ quá trị. Với hợp chất sắt 2 sulfat, chất này quá trị 2 do sắt 2 tăng lên sắt 3 nhưng mà có 2 Fe. Với hợp chất rơm thì chất này quen thuộc nãy giờ ta có nói quá trị 6. Như vậy đặt hệ số cân bằng thì đặt số 3 cho quá trị 2, đặt số 1 cho quá trị 6. Dựa vào đó ta có 6 Fe nên phía trước sẽ ghi 6 FeSO4. Một CR2 nên phía trước ngay chỗ K2CR2O7 sẽ là 1. Tiếp theo phần khó khăn của ta là ta chưa biết được ở vị trí của kali sulfat và kali hydro sulfat ban đầu nên không rõ được. Do vậy ta phải đặt một ẩn và cho dùng bảo toàn một nguyên tố nào đó để cho nó bằng nhau. Ở đây ta đặt mol KHSO4 là 2X. Sở dĩ đặt số 2 để cho nó phù hợp với K2 phía sau. Như vậy tổng kali phía trước là 2 cộng cho 2X. Nên chỗ K2SO4 này sẽ là 1 cộng X. Tức là ta được 2 cộng 2X. Vậy tiếp theo ta thấy nguyên tố lưu huỳnh nãy giờ ta chưa sử dụng nên ta sẽ dùng bảo toàn lưu huỳnh để cân bằng. Vậy lưu huỳnh phía trước là 6 cộng cho 2X của KHSO4. Lưu huỳnh phía sau là 3 của muối Rom 3 sulfat, là 9 của muối sắt 3 sulfat. Cộng kali sulfat này là 1 cộng X. Rồi, từ phương trình này dễ dàng ta tìm được X bằng 7. Dù X bằng 7 nên hệ số ngay đây sẽ là 14. Và hệ số ngay vị trí K2SO4 sẽ là 8. 14 hydro nên 7 nước. Như vậy tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản này sẽ là 6 của FeSO4 cộng 1 của K2CO7 cộng 14 của KHSO4 cộng 1 của Rom 3 sulfat cộng 3 của sắt 3 sulfat cộng 8 của K2SO4 cộng 7 của H2O thì ta sẽ được là 40. Nên đáp án D được chọn. Câu 20. Thì câu 20 này ta đã làm rồi ở một câu ở trên, đáp án là 7,84. Ta
còn hai câu cuối trong phần mức độ vận dụng thấp phần rơm. Câu 21. Cho em 10 gram bột rơm tác dụng hoàn toàn với axit HCl, thu được V lít khí hiro. Mặt khác, cũng em 10 gram rơm trên phản ứng với oxy dư thu được 15,2 gram oxit duy nhất. Thì oxit duy nhất đó là Cr2O3. Em mà lớn là 152 nên số mol là 0,1 mol. Thì chất này 0,1, vậy thì suy ra mol rơm ban đầu là 0,2. Rơm sinh ra hiro quá trị 2 bằng về mol, thì đây cũng là mol hiro. Từ đó tính được thể tích hiro, ta lấy 0,2 nhân 2,4 thì được đáp án A, 4,48. Câu 22. Kẽm và rơm trong axit loãng thu được dung dịch A, thì hai kim loại này tan hết, thu được dung dịch chỉ chứa hai muối, hiển nhiên là muối kẽm nitrat, muối rơm nitrat. Vì điều này để thông báo là không có muối amoni mặc dù có kẽm. Và 0,15 mol hỗn hợp hai khí không màu có khối lượng 5,2, trong đó có một khí quá nâu ngoài không khí là khí NO. Vậy ta sẽ tìm khí thứ hai thông qua giá trị M trung bình. MO này khối lượng phân tử là 30, trong khi M trung bình của hai khí là 5,2 chia cho 0,15. Là 34,6. 34,6 đã lớn hơn 30 của khí NO. Vậy khí không màu thứ hai chỉ còn có khả năng là khí N2O với M lớn là 44. Như vậy với hai chất khí NO, N2O có hai số liệu 0,15 mol, có số gam 5,2, ta sẽ tính được số mol của từng khí. Biết số mol của các khí này, ta sẽ tính được số mol của axit nitric theo quan hệ số mol của axit nitric với mol các sản phẩm cử. Về cụ thể thì ta có thể lập hệ để tìm mol từng khí như sau. Tổng mol là 0,15 11 0,15. Khối lượng hai khí là 5,2, thì khối lượng của khí NO là 30x, khối lượng của NO2 là 44x, thì hai khí này khối lượng là 5,2. Ta sẽ ra được số mol của khí NO là 0,1, số mol của khí N2O là 0,05. Rồi, dựa vào mol hai khí này ta sẽ tính ra mol của axit nitric bằng quan hệ giữa mol axit nitric với mol sản phẩm khử. Đầu tiên axit gấp 4 lần mol khí NO. Vậy ta lấy mol NO là 0,1 nhân 4. Và axit nitric có số mol gấp 10 lần số mol N2O. Vậy 10 lần của 0,05 thì ta được kết quả là 0,9, do đó đáp án D được chọn. Tới đây thì đã giải xong một số câu trong phần mức độ vận dụng thấp. Hy vọng chúng ta ôn tập tốt phần bài tập của Rome để làm kiểm tra tốt sau này.